Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Quang Minh Auto Tedo. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu mình cho mọi người là một con xe Hyundai do nhà máy Hyundai Thành Công nhập về lắp ráp tại Việt Nam. Thì con xe này thuộc phân khúc là tải trung 3,5 tấn. Đúng tải chính xác của nó là 3 tấn 495, dưới 3,5 tấn nha, mình vào được đường cấm tải trọng 3,5 tấn. Và tổng tải của con này là 7 tấn rưỡi. Đó, mà dưới 7 tấn rưỡi nha, 7 tấn 495 luôn. Là vào được đường cấm tải 7 tấn rưỡi. Đó. Thì giờ con này có số loại là New Mighty 75S. Đó. Là 75S có nghĩa là 7 tấn rưỡi đó. Đó. Thuộc thế hệ dòng Mighty đầu tròn ha. Đó. Thì phía trước cabin xe này là phiên đời 2022. Phía trước cabin thì vẫn không có thay đổi gì. Đó, vẫn là hai đèn rất là to, và phía giữa là logo Hyundai nằm ở giữa cụm lưới mặt ga lăng. Đó. Phía dưới thì có hai đèn sương mù thôi. Đó. Hai đèn halogen sương mù, đèn thì vẫn là đèn halogen hết. Đó. Kính chắn gió cũng là rất là to. Mẫu cabin này là mẫu cabin truyền thống của Hyundai luôn, không bao giờ thay đổi. Cabin tròn, 3 người ngồi ha. Phía bên đây thì có cái đèn nhan nè. Và một gương chiếu hậu rất là to bản ha. Xe này chỉ có một gương thôi. Rồi, mình sẽ giới thiệu nội thất bên trong cho mọi người trước. Đây là nội thất bên trong của dòng xe Hyundai. Ghế 3 người ngồi ha, ghế tài có thể điều chỉnh 4 hướng. Và ghế thì là ghế là da kết hợp với là nỉ rất là mềm ha. Đó. Sàn thì là sàn simili bọc sẵn cho mọi người luôn. Đó, rất là dễ vệ sinh. Trần thì là trần da simili nha. Đó. Và hai tấm chống nắng, một gương chiếu hậu giữa. Táp lô thì là táp lô nhựa giả da thôi. Đó. Rồi. Có một bệ bước chân ở chỗ cửa tài xế luôn ha. Và cửa phụ xe. Mình sẽ qua bên tài xế cho mọi người xem. Đây, vô lăng. Vô lăng thì là vô lăng gật gù được ha. Cụm đồng hồ vẫn như thiết kế cũ thôi, không có gì thay đổi. Và đây vô lăng giả da simili. Đây. Thì xe này có máy lạnh theo xe luôn. Trang bị radio kết nối cả USB và FM. Xe có mồi thuốc, gạt tàn thuốc sẵn trên xe. Đây, mình quay cho mọi người xem, đây là xe sản xuất đời 2022 nha. Đó, năm sản xuất 2022. Để mình dỡ cái khối động cơ lên cho mọi người xem. Rồi, hiện tại cabin đã bật lên, mình sẽ quay cái khối động cơ cho mọi người xem. Đây là khối động cơ trái tim của chiếc 75S 3,5 tấn này. Đó, động cơ được đóng logo Hyundai ở giữa. Và có động cơ này, động cơ thế hệ S nha, 3.9 lít phun dầu điện tử nha. Đó. Nhãn hiệu của nó là D4, số loại của nó là D4GA 3.9 lít. Đó. Công suất thì nó để trên cửa nè. Đây, mình chỉ cho mọi người hết luôn. Một F140, động cơ F 140 mã lực ha. Kết hợp với đó là hộp số Daimot. Hộp số Daimot 5 cấp, 5 tiếng một lùi ha. Động cơ này là sử dụng cho con cả con 6 tấn rưỡi và 7 tấn ha. Đó. Rất là khỏe luôn, chạy cái dòng 3 tấn rưỡi này là dư sức rồi. Đó. Động cơ và linh kiện xe, nội thất, cabin đều là nhập từ Hàn Quốc. Đó, về Việt Nam lắp ráp thôi. Chỉ có thùng và vỏ bình ắc quy là của Việt Nam sản xuất.
Đây là cái lọc dầu nè, lọc dầu rất là to đó. Rồi phía trước thì sử dụng là nhíp lá thôi, nhíp lá với 7 lá nhíp ha, và phụ giảm trắng. Sử dụng lớp là 716, lớp có ruột. Phanh trước là phanh đang trống. Bình dầu thì bình dầu chứa được khoảng 100 lít nha. Rồi tiếp theo là bánh sau cũng là 716 nhưng mà lớp là gai gai ngang nha. Đó, phanh là phanh đang trống luôn. Nhíp sau thì là sử dụng là nhíp 2 tầng ha. Để mình quay rõ cho mọi người xem. Nhíp 2 tầng. Đây, cầu, cầu xe là cầu Daimot nha. Trang bị cho mình một lớp xi cua. Thì cái con này chở tải khoảng 3 tấn rưỡi là dư sức cho mọi người luôn ha. Mình giới thiệu chi tiết xe cho mọi người xem sơ trước, rồi sẽ tới cái thùng sau. Đây, đây là cái lọc gió. Và phía đây là cái thùng đầu nghề nè. Bình ắc quy thì nằm bên đây. Đây bô nè, cây bô này mình rất là thích nha. Cây bô này là nhìn rất là chất lượng luôn đó. Rồi, con xe này thì hiện tại nó là đóng thùng inox, full inox 304 chở hàng hải sản ha. Đó, mình quay cho mọi người xem từng chi tiết ha. Đây là cản hông được bọc composite nè. Các mối hàng rất là đẹp nha. Đây mình quay cận cảnh cho mọi người xem luôn. Đây đây là đà nè. Đà đà dọc là 120. Còn đà ngang là 100 ha. Đây. Các mối hàng nha, nhìn rất là chất lượng nha. Xe này đóng full 304 nên là toàn bộ cái thùng này là đồng 304 hết. Đây là cảng cảng dập lá me nè, rất là đẹp ha. Đèn sau của Hyundai đặc trưng nè, rất là to ha. Phân biệt ba màn phanh đèn thắng và đèn ve rõ ràng. Thì phía trong thùng thì sàn là inox 304 thôi, dập sóng. Chết trong cũng là inox 304, khung xương 304. Quý khách nào mà có nhu cầu đóng thùng thì liên hệ mình, số điện thoại bên dưới, đóng thùng theo yêu cầu của khách hàng. Thì xe 75S 3 tấn rưỡi thì đóng thùng theo yêu cầu, có thùng báo ôn, thùng đông lạnh, thùng lửng, thùng bạc, thùng tiêu chuẩn thì mình đóng hết. Đó, hỗ trợ ngân hàng 70-80%. Quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ mình, số điện thoại bên dưới nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.